Xin kính chào tất cả cô chú anh chị các bạn yêu hoa phong lan ạ. Phiên buổi trưa hôm nay 28 tháng 4 năm 2022, hàng em vừa cập bến, bổ sung thêm rất là nhiều những dòng hàng mới về, và hai số điện thoại đặt hàng là 0393998895 hoặc 0966121377. Em nằm ở địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Tân Lộc, Hải Dương, và những đơn giá em báo là chưa có phí ship ạ. Các bác nhận hàng thanh toán tiền hàng, tiền phí ship cho bên vận chuyển nhé. Hôm nay thì có về những dòng giả hàng Hawaii, cả trắng cả tím này, trầm đồng đỏ này, đen rô Úc, rồi chuỗi ngọc, và ngập tràn các dòng hàng khác nữa. Thì trong video này thì em sẽ update đầy đủ từng loại mặt hàng, đính kèm mặt hoa và báo giá chi tiết. Và ngoài ra thì em có bán thêm cả những dòng chế phẩm vật tư phân thuốc dành cho hoa lan. Trong quá trình đặt hàng, các bác muốn tư vấn bổ dòng phân thuốc nào và giá cả bao nhiêu thì bên em sẽ báo giá cụ thể cho các bác nhé. Tại giá niêm yết rồi, hàng phân thuốc nhà em thì đi liên tục, đây là cái riêng cái hạn sử dụng của các bác thì hoàn toàn yên tâm. Và máy tưới lan thì nhà em đang bán vào 480.000 một bộ, có bảo hành. Và sau đây thì em xin điểm qua luôn ạ. Thế hôm nay thì em hạ trên vườn một số những giò phi điệp tím nhá, bán giá rẻ các bác. Thời điểm này thì các bác nếu mà các bác nào mới tập chơi mà chưa biết đến dòng phi điệp tím thì em cũng xin chia sẻ cho các bác một số những giống mặt hoa đẹp, giống quý. Ngày xưa những hàng này mua về cái kỳ của nó chỉ mua những hàng kỳ kiến đã 200.000 một kỳ rồi. Hôm nay thì hàng đã thuần lên chậu, và thứ hai là giá thẻ lên này, rất là ấm chậu, hàng ươm ki từ rừng lên, giá thẻ vỏ thông trước khi trồng đều xử lý này, chậu này, rồi là phân thông minh đó. Và hôm nay thì mầm gốc của nó lên cũng khá là nhiều mọi người ạ. Đây mầm gốc này, những cái chậu này đó, phi điệp tím nhá. Mặt hoa thì rất là đa dạng, có thân xanh, có thân tía, thân tím. Lô này thì sổ ra hoa rồi, thì em thấy là mặt hoa của nó cũng khá là đa dạng khác nhau. Và một chậu phi điệp tím hôm nay giá rẻ ạ. Em xin phép chia sẻ giống cho mọi người là 110.000 đồng một chậu. Bác nào lấy 2 chậu em tính là 200.000 đồng một cặp. Và lấy 2 chậu là 200.000, còn mua lẻ là 110.000 đồng một chậu nhé. Phi điệp tím, chậu nào cũng rất là đẹp, cũng rất là nhiều mầm, nhiều mầm gốc. Cái này mà nuôi chỉ tầm 3-4 tháng nữa thôi, thân nó dài 50-70cm là bình thường. Bởi vì cây của nó đều là cây kỳ 52, rất là lực khỏe. Đấy, lô hàng rất là đẹp luôn. Hoàng thảo chuỗi ngọc nhá, hiện tại thì cây đang lên trong tình trạng là đang đẩy mầm rất là đẹp luôn. Đó, cái lô hàng hôm nay thì quá là mỹ mãn, mầm dài, cao, cây khỏe mạnh. Đây là chuỗi ngọc hàng rừng, mặt hoa thì sẽ có rất là nhiều những mặt hoa đa dạng ạ. Và một chậu chuỗi ngọc thuần rồi, gần 2 năm tuổi như vậy em bán là 190.000 đồng một giò ạ. 190.000 đồng một giò. Khi mà cây phát triển khỏe mạnh đến lúc mà cứng cáp này, nó sẽ tạo ra thành những cái hàng chuỗi, những cái hình chuỗi này mắt ngọc rất là sáng, và sau đó khi mà đến thời điểm nó thắt ngọn xuống lá và sẽ cho hoa. Hàng đảm bảo là các bác là cái dòng chuỗi ngọc không phải là một cái dòng hàng nó dễ thuần ngay từ đầu, nên để được đạt được một cái giò mà nó tươi đẹp như thế này, người ta cũng phải mất thời gian, cũng như là cái điều kiện để cho cây nó thích nghi với khí hậu môi trường này. Giò hôm nay to chỉ có 190.000 thôi. Hàng này người ta bán live trên thị trường vẫn bán từ 220 nhé, từ 220 trở lên. Đấy, một lô hàng nhà em về số lượng nhiều và giá rất là ưu đãi ạ. Giá hàng Hawaii hôm nay thì em chỉ về có màu trắng thôi các bác nhá. Bởi vì bình thường thì cái màu tím nó sổ trong lô rất là nhiều, và các bác thì thích sưu tầm thêm, đó chính là màu trắng chuẩn. Thì hôm nay cái lô Hawaii này toàn là màu trắng thôi, và số lượng chỉ có duy nhất 20 chậu thôi ạ. Chậu của nó trong tình trạng là hiện tại thì cây của nó đã mầm gốc lên rất là cao rồi. Đấy, rất là cao. Chơi hoa xong người ta cắt đi, và bây giờ cái mầm gốc nó lên dài này. Đấy, chậu trung bình rơi tầm khoảng 5 thân, trung bình tầm 5 thân. Đấy, có cả 6 mầm nhưng mà cả dài cả ngắn các bác nhé. Thì em cứ bán trung bình một chậu giả hạc Hawaii màu trắng như thế này. Cây khá là đẹp đấy, chiều cao trên một gang tay. Trung bình như thế, có thân thì thấp hơn, có thân thì cao hơn hẳn. Đó, thì cứ bán đồng giá hết các bác là 170.000 đồng một chậu giả hạc Hawaii. Cái hàng về nó đang đi ngọn rất là xanh mướt, và số lượng nó duy nhất có 20 chậu ở khu này thôi. Bác nào nhanh tay đặt hàng. Hawaii trắng, mặt hoa của nó rất là đẹp, cái màu trắng. Mà loại này thì rất là thơm, rất là thơm luôn. Trung bình tầm 4-5 thân. Đấy, cứ trung bình tầm 4-5-6 thân nhá. Chậu nào nhiều thân thì thân ngắn, mà chậu nào ít thân thì thân nó đều đều nhau. Theo thì lên cho mọi người một số giò giả hạc Hawaii tím nhá. Hawaii trắng thì cây của nó thì nó xem nhau thì em bán đồng giá, còn Hawaii tím thì mỗi chậu nó có một vẻ khác nhau, thì em sẽ chia hình.
Nói chung thì giá thành nó cũng rất là mềm. Nhiều thân của nó thuộc cái dòng hàng chơi Tết ấy, nhưng mà nó không tắt ngọn và nó vẫn đi ngọn. Thì hôm nay bán cho các bác cũng vừa làm giống này, vừa có thể là vẫn đi ngọn. Nhưng mà có một đặc điểm là một số những thân nó dài quá này. Bởi vì đây là dòng thân thòng dài quá, nhưng nhà vườn lại trồng theo kiểu thế chậu, nên đôi khi ở trong quá trình mà nó phát triển nó dài quá, nó nặng, nó bị gập cái thân như thế này nhá. Dù là hàng giả hạt ấy, gập thân nhưng nó vẫn phát triển như bình thường, không ảnh hưởng một chút nào. Nó chỉ xấu thẩm mỹ một chút nhưng mà giá thành nó rẻ hơn. Em quay cho mọi người từng mã như sau. Ví dụ như đây là một chậu giả hàng Hawaii trắng thì đã rơi 170 rồi. Nhưng mà Hawaii tím thì em bán rẻ cho các bác là chậu này 5 mầm gốc này. Đây những cái thân này nó thắt ngọn nhưng mà nó chưa ra hoa này. Đấy thì bán 160 thôi. O1 nhá. Mã O2 170.000. Rất là nhiều mầm gốc. Đây là Hawaii tím em chưa hình nhá. Đánh mã chữ O, còn Hawaii trắng thì bán đồng giá là 170.000 một chậu. Đây hai cái thân này thân hoa, thân này thì không sao. Nhưng thân này nó hơi bị gập một tí này. Đấy thân này thân dài đấy, tận 50cm mà nó chưa thắt ngọn, vẫn đi ngọn. Vẫn đi ngọn bình thường, 170.000. O3 220.000. Chậu này dài này, hai thân dài, một thân gập, thân này không bị làm sao, vẫn đi ngọn. Và 1, 2, 4, 6, 7 cái mầm gốc. Chậu này có 230 này. Hàng Tết một chậu này không bao giờ dưới 350-400. Bởi vì đếm thân tính tiền. Tiếp theo O4. O4 này 220 này. 1, 2, 4, 5 cái mầm gốc này. Có những mầm gốc này dài chưa? Hai cái thân tơ này dài, thân này phải dài 70-80cm. Nhưng mà nó dài có nó bị gập, gập mất hai thân. Bây giờ này bán 220. Những cái hàng thân này các bác về cắt ươm kỹ cũng được, không có để phát triển theo ngọn cũng ok. Tiếp theo O5 230.000. Chậu này hai thân dài thì không gập này, với cả mấy cái mầm gốc 230. Hawaii tím nhá. O6 190.000. Quá là nhiều thân luôn. 190.000. Hawaii tím. O7 180.000. 4 thân tơ. Thân mầm dài. Đấy người ta cắt cái thân dài đi, người ta ươm kỳ. Nếu mà muốn cái thân không gập thì người ta cắt đi như thế. Thật ra thì các bác muốn tận dụng thì lấy cái hàng thân mà nó có cả những thân gập này về các bác dôi hơn. O8 230.000. Chọn này 3 thân dài không bị gập này, có cả mấy cái mầm gốc ở dưới. 230. Hoa mai rất là thơm. O9 3 thân tơ rất là dài, 160.000. Và O10 260.000. Giò này thì rất là nhiều thân. Một thân này dài này, hai thân dài, ba thân dài, ba thân dài, bốn thân dài. Bốn thân dài thì có hai thân không gập và hai thân nó hơi bị gập thân. Và đây rất là nhiều mầm gốc, 2, 3, 4, 5, 6 cái mầm gốc. Giò này 260.000 nhá. Thế giò Hawaii tím thì cây của nó to đẹp hơn, nhưng mà là cây nó phát triển cao dài thường các bác, nên là cố định và ghim nó vào. Là đen độ mắt đen nhé. Dòng hàng này thì em bán cũng rất là chạy hàng và cũng bán được nhiều lô hàng trong những thời điểm dịp Tết đến. Và chậu hôm nay thì về cho các bác những chậu cũng khá là nhiều thân. Đó, chậu nhiều thân mà thân to, mập, khỏe các bác nhé. Cái lô hàng vừa về mướt mượt mượt luôn. Cây vẫn còn đang đi ngọn này. Đấy, rất là đẹp chưa? Đấy, đen đỗ mặt đen này thì hàng Tết thì nó giá thành cũng khá là cao. Còn bây giờ các bác đầu xuân thì mua hàng theo giá hàng giống thì nó rẻ hơn thôi. Thì một chậu như vậy em xin phép bán là 220.000. Cái chậu này ấy, ngoài thị trường đang bán ra là 250 cái loại chậu, chậu đen này này, 250. Nhưng mà cái lô này thì em lấy nhiều thì em bán cho mọi người giao lưu là chỉ có 220 thôi nhá các bác nhá. Thân nó to, nó mập, màu hoa của nó là màu hồng cánh sen. Đấy chậu của nó này, rất là nhiều thân, rất là đẹp luôn. Đợt vừa rồi thì em bán có loại chậu 300. Chậu 300 thì loại chậu lan nhựa thì em vẫn có ở ngoài vườn. Còn loại này thì em bán loại 220. Nhưng mà nếu các bác lấy cái chậu 220 thì cũng đã đủ to đẹp rồi, thoải mái để làm giống rồi nhé. Về thêm một ít cái hoàng thảo xoắn nhé. Hoàng thảo xoắn hôm nay thì cái về khóm nó vừa vừa đẹp đẹp. Và giá thành hoàng thảo xoắn hôm nay thì rất là rẻ thôi ạ. Có 270.000 1kg. Cái thời điểm đắt nhất hoàng thảo xoắn là 350 một cân nhé. Hoàng thảo xoắn thì em có cả hàng rè nhé. Đây nếu các bác thích cái hàng rè thì các bác có thể lấy sang đây. Đây có cả nguyên khúc nguyên bản này. Xoắn rất là to, đẹp. Có 271kg thôi. Toàn dè thôi. Hàng dè cũng thế. Còn bên là kiều tím cũng mới về. Kiều tím thân lùn. Dòng này dòng của miền Trung. Thân lùn. Thân lùn ngắn và nhiều cây thì mắt nụ cũng đang sưng rồi. Kiều tím 350.000 1kg nhé. Rất là nhiều lá. Thân lùn. Kiều tím hay là kiều hồng ạ, dòng miền Trung.
Tiếp theo em có một số những hình hàng giò thuần nhé. Hàng giò thuần em ký hiệu từng mã như sau. Mã Y1 là một giò đen rút mắt đen này, siêu nhiều thân. Giò này phải đếm sơ sơ cũng phải rơi tầm 25 thân. Đấy, 25 thân, 25 mầm. Cực kỳ là nhiều luôn, 320.000. Toàn thân tơ đi ngọn. Mã Y2 là một giò 300.000. Giò này cũng thân cao dài này, ghép trong chậu nan nhựa này. Đèn rút mắt đen ngày xưa những chậu này không dưới bao giờ, không bao giờ có dưới 500.000 luôn. Giá nó hàng cây trưởng thành, cây thành phẩm này. Y3 chuyển sang là một chậu trầm cổ nhá. Trầm cổ. Chậu này trước đó bán 270 thì nó vừa qua hoa này. Chậu này 5 mầm gốc. Em bán 230. Trầm cổ hoa tím đậm rất là thơm. Y4 là chậu thanh đạm Indo, bụi to, nhiều thân. Số lượng giá hành nó phải gấp 3 lần những cái chậu bình thường em bán loại 150 đó. Chậu này em bán 260. Thanh đạm Indo, hoa thơm, hàng của Thái Lan. Y5 là một chậu 240, sơn thủy tiên. Đang nụ hoa một nụ này, hai nụ này. Và những thân tơ và thân mầm đang lên rất là đẹp. 240, chậu nan nhựa. Y6 là một chậu 180.000, đây là thiên nga màu xanh. Đang lên nụ hoa. Mã Y7 là một lô kiếm thanh lý. Lô này một cây là 2, 3, 4. Hàng lỗi lá nhé. Loại này loại 60.000, em bán thanh lý 60.000 một cây đó. Thì bây giờ bán thanh lý cả lô 100.000, tính ra có 25.000 một cây. Chậu này một cây mẹ 2 mầm gốc. Lá nó bị cắt tí đây. Chậu thứ hai lỗi tí lá đang đẻ con này. Chậu số 3 lỗi ngọn này đang đẻ mầm con này. Và chậu số 4 này, chậu này lỗi ngọn đang đẻ con. Bốn chậu này em bán 100.000 mã Y7. Mã Y8. Mã Y8 là có hai cái chậu hai thân chất Mỹ. Này cái đầu ngọn này nó hơi bị gãy một tí nhưng mà đang lên ki nhá. Cái này đang lên ki, vừa rồi hoa tép chuẩn hoa luôn. Đang lên ki vào mầm gốc này. Hai thân dài như vậy có 150 này. Mã Y9, một lô 220. Combo gồm 4 chậu dendro nắng. 220.000. Đây là cây bun leng hoa thơm ạ. Còn đây là 3 cây banana, cây tơ đẹp. Không lỗi gì nhá. Cái này em bán lẻ là 70.000 một chậu, nhưng bây giờ bán combo hết là 220 4 chậu này. Y10 là một chậu pen soda xưa, chiều cao, hai găng tay, cây tơ chưa ra hoa lần nào. Cái này trồng chậu nan nhựa. Chậu này nó hơi bị bung giá thể, tí về các bác trồng lại cho nó chắc chắn nhá. Cây này em bán 220. Loại này giá cũ là 300.000 ạ. Hai thân dài cao như này là 300.000, bây giờ bán hành lý là 220. Cây tơ chưa ra một lần hoa. Thế em xin phép lên cho bác một số những hình quế trắng tháng 8 hàng giá rất là rẻ nhé. Em ký hiệu đây là hình số 1 này, gồm 7 cây quế xếp này, 300.000. Quế tháng 8 hay quế lan hương. Đây là một cây này. 2 3 cây này, 2 cây. 4 cây này. 5 cây này, lá xếp đẹp chưa? 6 cây này. Và đây là 7 cây, 7 cây này 300.000 nhá. Tiếp theo hình 2, 7 cây 200, cây nhỏ hơn, 1 cây. 2 cây, 3 cây. 4 cây. 5 cây, 6, 7 cây, 7 cây này 200.000. Hình H3, 5 cây 200, 5 cây to hơn. 1 cây ạ. 2 cây ạ. 3 cây. 4 cây. 5 cây, 5 cây này 200.000. Tiếp theo hình H4. 9 cây 260.000. 1 cây. 2 cây này. Búi này 3 cây luôn. Là 5 cây. 6 cây này, hàng rừng không tránh được cái lá xuất sát tí nhá. Đây là 7 8 cây này. Đây là 9 10 cây. 9 10 cây. Lô cây giống 260.000. Hình số 5, 5 cây 290, cây to hơn. 1 cây ạ. 2 cây. 3 cây. 4 cây. Cây 5 cây. 5 cây to là 290. Tiếp theo hình số 6, 220 của 1 cây này. 2 cây này, cây này cây mẹ con này. 3 cây này. 4 này.
5 cây để 220. Hình số 7 240. Có 1 cây, 1 mẹ, 3 con. Cây này cây mẹ thì lá gốc nó hơi vàng tí về khắc phục. Cây số 2 này. Và đây cây số 3. 3 cây này là 240. Hình 10 150. Có 1 cây này. 2 cây. 3 cây. 4 cây. 5 cây, 5 cây lá xếp này 150. Và ngoài ra em có cả bán cả hàng lẻ lẻ, nhưng các bác mua mấy nặng cũng được. Em có nguyên một cái rễ quế nhá, bóc nguyên từ rừng ra. 1 2. Cái này phải 3 4 con ở phía dưới này. Ở đây là có 3 cây mẹ. Nó là dòng xếp lưng. Theo thế uốn cong, cái này về các bác kép lũa thì đẹp. Có một cây mẹ nó bị hư đầu ngọn mà đang đẻ ra một con ở lách. Có đâu mấy cây này thì đây. Rễ nó như thế này. 600.000 cái rễ quế này nhé. Bản lá thì rất là xanh. Đâu đừng bóc trụ nhá. Hàng này thì năm nay về cái lô hàng này rất là rẻ nên là cũng được mọi người ưa thích. Thời điểm này các bác vẫn ghép trụ vẫn rất là ok. Đai châu rừng bóc trụ thì thân lá còn rất là đẹp. Đây là dòng lá xếp nhá. Lá xếp V, bản lá xếp V mà cây lá thân lá rất là ok. Tình trạng cây thì cho mọi người xem này. Đó, cây lá xếp. Và hàng này thì hoa của nó màu trắng, trắng tím. Và hoa rất là thơm. Giá đai châu rừng hiện tại giá chỉ có 360.000 1kg thôi. Giá cực kỳ là sốc. Thời điểm này nó chỉ bằng một nửa giá so với những năm đầu tiên khi mình chơi đai châu ấy. Đấy, các bác tranh thủ nếu các bác về ghép trụ hay ghép chậu ấy thì mọi người lấy một cân hoặc là nửa cân tùy thích. Và cái size cây một cao trong một cân thì nó sẽ dao động từ 3 cây đến 7-8 cây một cân nhá. Mọi người muốn nhặt bao nhiêu cây em cân lên rồi em tính tiền, tính theo đơn giá 360.000. Đấy, một dàn trâu rất là thẳng tắp. Trăng lạng tháng 8 lá xếp ạ, hàng vừa mới về nóng hổi chiều nay luôn. Đấy, lô hàng rất là đẹp nha mọi người nhé. Quế xếp thì nhà em thì luôn luôn là dặn dân người ta cắt tỉa sạch sẽ, rễ và gọn gàng. Và hàng quế xếp thì nhìn thân lá nó đẹp hơn. Hoa thì nở hoa vào dịp tháng 8 và hoa cực kỳ là thơm nhé. Ai đã chơi cái dòng quế lan hương này thì đều yêu thích. Và nó có cây chung, cây nhỏ và cây vừa. Cây lớn thì cũng có. Thường cây lớn thì nó sẽ chuyển sang kiểu xếp lưng như thế này. Đó các bác nhé. Bác nào thích lấy cây lớn như cọc lá thì nó sẽ chuyển sang dòng xếp lưng. Cũng là bản lá xếp đấy ạ. Bản lá cũng khá là to đây. Nhưng mà vận chuyển nhiều khâu nó cũng không tránh được xước sát hoặc là những con động vật ở rừng nó cắn. Rễ này yên tâm là về các bác không phải cắt tỉa rễ nữa. Bởi vì em dặn dân rất là kỹ, cắt tỉa rễ sạch sẽ gọn gàng rồi. Để khi mà cân cho các bác nó không bị cái phần rễ nó nhiều hơn, nó được dôi cây hơn. Và loại này thì em bán là 60.000 đồng một lạng nhé, 600.000 đồng một cân. Đây là quế trạng tháng 8. Nói chung hàng như vậy là quá là ok rồi. Đó. Nhiều lô hàng thì em theo dõi thì nó không được đẹp đâu. Nhiều nhà vườn người ta bán những cái lô hàng dân người ta lấy á, gọi là xếp thôi nhưng mà rất là nhiều xếp lưng. Và thậm chí là nhìn nhiều cây nó như lá lướt ấy, nó cũng không phải nhìn nó xếp như thế này đâu. Hàng bao đẹp. G2 tăm ở sắc lô cây giống 50.000. 1 này. 2, 3, 4 cây này. 5, 6, 7, 8 cây giống này 50.000. G3 70.000. Lô cây chung nhưng mà lá nó hơi bị lỗi lá tí. Đây, cây này này, 1 cây này. 2 cây này, cây lớn nhé nhưng mà nó bị lỗi lá. Em bán thanh lý. 3 cây đang lên nụ này. 4 này. 5 này. 6 này, đang nụ đây nhưng mà lá nó hơi lỗi tí. 7 này, 7 cây lớn này nhưng mà lá nó hơi sâu xia tí. 70.000. G5 70.000, một rễ thập hoa. Nguyên một rễ ốp vào cây luôn. Đấy, cũng lô quế lướt nhưng cây to. Lướt nhiều người vẫn bán cái này là xếp lưng này các bác này. Đấy. Bản lá nó nhỏ hơn thì em bán sang lướt là 1 này, 1 cây. Rất là nhiều cặp lá, 2 cây. 3 cây. 4 cây. Đây, lưng 230.000. 12, lô này rất là VIP 500.000. Bản lá xếp V mà lá rất là xanh mượt đẹp, 1 cây này. 2 này. Nhiều cặp lá nhá. Đếm sơ sơ này 2 4 6 8 là cặp lá số 9 rồi đấy.
Cây số 3 này. Đẹp chưa? Cây số 4 này. Rất là đẹp. Rất là xanh. Và đây là cây số 5. 5 cây này là 500. Đây là G12 nhé. Tiếp theo là G13, 260.000. Một cây. Cây nhỏ nhỏ vừa vừa, cây trung trung. 2 cây. 3 cây. 4 cây. 5 cây. 5 cây này là 260.000. G14, 203 nguyên rề. Cái rề này ghép đũa theo thế cong cong này cũng xinh. Một mẹ to ở dựng trên. Nhưng cây này đáng nghĩa là nhiều cặp lá nó rụng bớt dần rồi đấy. Đẻ ra một con này, hai con này, ba con. Đẻ ra ba con, một rề một mẹ ba con. Tức là bốn con. Xếp về hết nhá. Cái cây mẹ thì nó chuyển sang xếp lưng, bởi vì cây nó nhiều cặp lá thì nó chuyển sang xếp lưng. 230. 16. 4 con với 230. Xếp V tụt này. Một cây này. Cây này bản lãng to này, 2 này. Cây này cây số 3 này. Và cây số tụt này, 4 này. 4 cây này 230.000. Đấy, có một số những cái hình quế cả xếp lẫn nước nhé. Mọi người chốt hình nào thì báo em. Em còn một số chậu phi điệp cánh Việt nhé. Nói chung là hàng năm nay nó dạo quá là rẻ đấy. Những cái chậu này ngày trước ấy, hoa đẹp người ta còn đi triển lãm hoa lan cơ. Đấy, chậu hôm nay thì toàn thân tơ là thân tơ thôi các bác ơi. Thân này mà nuôi đến Tết nó phải dài tầm 60cm là ít nhất. Thậm chí là dài 70cm, 80cm. Cây đang đi ngọn rất là lực khỏe. Hoa phi điệp cánh Viền thì rất là thơm. Em ký hiệu là chữ CV. Mã CV7 này. 5 thân 290.000 này. Rất là đẹp. Toàn thân dài nhé các bác nhé. Lưu ý là cánh Viền nhà em là hàng cây trưởng thành. Tại vì thị trường mọi người khi mà nhìn giá, mọi người phải nhìn một tình trạng cây nữa. Cây cối nó ví dụ nó to, nó dài, thân dài hay thân ngắn nữa. Số lượng thân trong chậu nó nhiều hay ít. Cái này tính ra một thân nó cũng không đáng là bao nhiêu tiền. CV8, 8 thân, cả dài cả ngắn này. Thân ngắn thì ít nhưng mà thân dài lực thì nhiều. 300.000. Rất là to. Tiếp theo là CV4, 7 thân, 320.000. Tiếp theo CV6, 9 thân 330.000. Đây chậu này rất là lực, 9 thân. CV2, 7 thân 290.000. CV9, 8 thân đều nhau đi ngọn, 330.000. Đấy, còn số lượng rất là ít thôi. Cây của nó rất là đẹp. Em cập bến một lô thanh đạm Indo nhé, hàng size to các bác nhé, và giá rất là rẻ. Trong những phiên trước thì em về chỉ có loại chậu nhỏ thôi, và rất ít nhà vườn người ta có cái hàng size to này. Và hôm nay thì cũng rất là may có một cái lô hàng, nó cũng không có số lượng nhiều, nhưng mà cây nào thì ra chất lượng cây đấy. Và bụi to như vậy, ngày hôm nay thì em bán với giá chỉ có 230.000 thôi. Cái hàng chậu size nhỏ nó chỉ bằng một nửa, hoặc là chỉ bằng chưa đến một nửa cái chậu to như này, mà đã 150 một chậu rồi ạ. Các bác mua chậu to này khi ra hoa thì nó sẽ đều hơn. Nó là dòng bông hoa thơm, nở thành từng chùm. Nó thành từng chùm nhá, rủ xuống rất là xinh. Và hoa loại này thì nó là dòng hoa chơi hương, rất là đẹp. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ các bác một cái giống hàng rất là quý, đó chính là dòng kim điệp mắt đỏ. Nó là dòng hàng kim điệp đột biến của ngày xưa nhá. Hoa của nó rất là đẹp. Đây ạ, ngày xưa để lại những cái tác phẩm của kim điệp mắt đỏ này, bông hoa to, màu trắng sữa đấy. Đấy, và khi mà hoa nở rộ lên thì nó sẽ thành từng chùm như này, thành một chậu khủng. Và hôm nay thì giống của nó đây ạ. Bông hoa chuẩn hoa cho mọi người xem luôn, thực tế luôn, nở tại vườn luôn. Bây giờ thì cũng vừa qua mùa hoa, lác đác một số cây còn hoa thôi. Chủ yếu là bây giờ thì các bác chăm hộ em những cái mầm gốc nhá, những cái chồi mầm non nhìn nó rất là mê. Ngày trước giống này để sưu tầm nó rất là hiếm và rất là đắt, không phải ai cũng có đâu ạ. Hôm nay thì em chia sẻ giống các bác một chậu kim điệp mắt đỏ ngày hôm nay. Chậu trung bình 3-4 thân. Chậu nào 3 thân thì thân nó cao dài như này. 3 thân thì có cả thân cao dài. Còn 4-5 thân thì thân nó thấp nhỏ nhỏ, xinh xinh, và nó đang lên rất là nhiều mầm gốc. Đồng giá là 170.000 đồng một giò. Và mua 2 giò là 300.000 đồng một cặp nhé. Mua 2 giò. Đây ạ. Bây giờ là thời điểm đầu xuân và mầm gốc lên rất là nhiều. Trong trường vườn nhà em thì bây giờ rơi đâu đó tầm hơn chục chậu thôi ạ. Cái giống này thì bây giờ chỉ còn duy nhất bây giờ thôi. Còn sau đó thì nó sẽ cháy hàng. Nhà vườn người ta không còn hàng để xuất nữa. Một cái mặt hàng vừa rồi thì em cháy hàng nữa, đó chính là cái dòng kiều va. Dòng này kiều đột biến nhé các bác nhé. Dòng kiều đột biến, cây của nó thì
rất là bé thôi, nó rất là bé, chưa đến một gang tay. Đấy, có những bụi mà nhiều thân như này thì nó còn bé hơn, thân nó ngắn hơn. Nhưng đây là hàng sưu tầm để chơi làm giống ạ. Đó, và một chậu kiều vai như vậy em bán là 250.000 một chậu, hàng mới về thêm. Rồng đỏ vừa mới về một cái lô hàng rất là vip nha các bác nhá. Và thời điểm này thì em nhập cho các bác những cái lô hàng đầu xuân để các bác lẻ chơi hoa Tết năm nay. Đó, bây giờ là những cái chồi nộp non đang mọc lên này các bác này. Chậu trung bình tầm 4 này, có chậu 5 thân. Chậu nào 5 thân thì có kèm theo cả một số những thân ngắn nữa. Đấy, hoặc là những cái thân mà nó dài trội lên thì những cái thân này nó ngắn hơn. Đấy, cứ xem đều như thế này. Một cái chậu trầm đồng đỏ rất là đẹp. Và hôm nay thì trầm đồng đỏ này em xin phép bán với giá bao nhiêu ạ? 190.000 đồng một giò. Hàng đẹp nhé các bác nhé. Đấy, toàn thân tơ là thân tơ. Thân này thì khẳng định các bác nuôi từ giờ đến cuối năm nó phải cao từ tầm trung bình 50 đến 70-80 cm. Đây là những cái chậu trầm đồng đỏ để hàng chơi Tết. Chỉ cần nuôi từ đầu xuân đến cuối năm là đã có một chậu trầm đồng đỏ đẹp rồi. Cái chậu ngọc trai đen, một cái dòng hàng hoa của nó màu sắc rất là sự, rất là đẹp và sang trọng. Đấy, cây của nó cây lá xếp, nhiều cặp lá. Một số cây thì đang có nhú vòi hoa nhưng không phải hoàn toàn. Dòng ngọc trai đen này hoa nở quanh năm, nên là các bác cứ yên tâm là hết mùa này lứa này rồi nó đến lứa khác nó lại lên hoa nhé. Ngọc trai đen em bán là 180.000 đồng một giò ạ. Và tiếp tục nhà em lại về thêm một lô hoàng tử đỏ lai nữa nhé các bác nhé. Vừa rồi thì em không nghĩ cái mặt hàng nó lại cháy hàng như thế. Và nhà em thì hôm nay về cây của nó rất là đẹp. Có cây đôi này, cây đơn này. Cây đơn thì nó cây nó sẽ nhỏ hơn. Cây đơn nó sẽ to hơn, nhiều cặp lá hơn. Còn thường cây đôi nó sẽ nhỏ hơn. Đấy, nó xem như thế này. Và một chậu như vậy, hoa màu đỏ đậm. Và dòng này thì rất là siêng hoa. Hoa phân nhánh, em bán là 160.000 một giò. Quá rẻ cho một giò lan đẹp. Hàng dễ gió, dễ chăm, dễ trồng nữa. Đây, châu lai cửu bảo tiên, nhà em lại về tiếp tục thêm một cái lô hàng mới. Phải nói là cái dòng hàng là quá là đẹp. Đẹp về cả thân lá và mặt hoa. Đấy ạ, cái mặt hoa của nó đây. Một cái màu hồng cánh sen rất là đẹp. Cái này thì nó cũng nở được khá là lâu rồi và bây giờ đang có dấu hiệu tàn, thì cái khuôn bông của nó thì cho mọi người xem qua. Còn tình trạng cây thì mỹ mãn rồi ạ. Đây ạ, cái lô hàng mới về này. To, cây to và rất là nhiều cặp lá nhá. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Trung bình cứ rơi tầm phải trên 10 cặp lá. Cây to bự như thế này. Và một cây như vậy em bán là 180.000 đồng một cây nhá. Đây là đai châu lai cửu bảo tiên. Hàng mới về rất là đẹp. Dáng hương neo ạ, đây là một cái dòng hàng mới. Dáng hương neo này hôm nay thì nhà em về một cái cây bụi to, bụi khủng. Cái này thì trước đây cách đây một năm thì em cũng đã bán một cái dòng hàng này rồi, nhưng cây nó chỉ bằng cái cây con của loại này thôi. Nhưng trong ngày hôm nay cái lô hàng của nó to, nó đẹp, nó bụi khủng như thế này. Đấy. Và cái dòng này là dòng chơi hương nhá, hoa rất là thơm. Cái hoa của nó màu trắng. Dòng này sai hoa mà hoa thơm đó, em đính kèm trên màn hình cho các bác. Và một chậu dáng hương neo này em bán với giá là 210.000 đồng một giò nhé. 210.000 đồng một giò dáng hương neo. Đối với dòng cát lai da hôm nay thì em có về bổ sung thêm một số dòng cát mới. Và cát thì em thì vẫn có chương trình là bao ship khi mua từ 3 chậu bất kỳ trở lên. Và em xin điểm qua lần lượt từng loại cát. Có dòng cát trắng kim cương là dòng bán chạy nhất. Dòng này là dòng chơi hương hoa thơm. Đây ạ, một chậu rất là nhiều thân. Đấy, chậu đàn lùm nhiều thân này. Đấy, kể cả những chậu mà thân cao cao cũng rất là nhiều thân. Lô lần này thì quá là tuyệt vời rồi. Đấy, một lô hàng cát về rất là đẹp. Dòng này bông to, sai hoa và hoa của nó màu trắng, họng vàng, thơm nức. Giá em bán là 200.000 đồng một chậu thôi ạ. Đấy, một cái lô cát trắng kim cương. Về hôm nay về mới một cái lô hàng cát mới, đó chính là cát sao vàng. Dòng này là dòng hai lá và bông của nó thành từng chùm, hoa thơm. Đó, với cái màu vàng và lưỡi đỏ cực kỳ là đẹp, bụi nhiều thân nhá. Bụi nhiều thân, dòng này thì đẻ nhánh rất là nhanh. Em bán là 140.000 đồng một chậu cát sao vàng. Cát vàng đẹp ạ. Cái dòng hoa màu vàng tươi rất là xinh. Đây là bụi của nó là dòng cát một lá bông to. Một số cây nhá, một số cây thì đang có mèo nụ ạ. Dòng cát vàng đẹp này giá là 130.000 một chậu thôi ạ. Duy nhất có 130.000 mà cây của nó rất là cứng cáp, khỏe mạnh, đẹp. Và hoa thì rất là xinh rồi. Ba chậu cát bất kỳ nhá, không nhất thiết là phải cùng một loại. Tiếp theo đó chính màu đỏ chùm. Đỏ chùm hôm trước cháy hàng này, hôm nay thì về nhiều chưa? Đấy, hôm trước cháy hàng cái dòng này mà em nợ đơn mấy khách. Không biết là lâu quá rồi các bác có còn chốt đơn hay không. Đấy, loại này thì bụi khá là to, nhiều thân. Loại này dòng cát hai lá, màu đỏ rất là xinh. Loại đỏ chùm này em bán là 150.000 đồng một bụi. Bụi nào cũng to, đẹp, nhiều thân. Đẹp chưa? Tiếp theo đó chính là cát bảy sắc cầu vồng. Và đây là cái màu VIP đã về rồi. Hôm
ở lâu lắm rồi. Phải nói cái hàng này ấy, cứ về xong này nó lại cách quãng xong mới về tiếp. Dòng này nó không như những dòng khác, trọng của nó thì rất là ít thân thôi, nó không to như những dòng khác nhé. Các bác lưu ý là những cái dòng hàng sưu tầm, hàng này nó về rất là ít và mỗi lần về nó không có nhiều, và đôi khi là cái chậu của nó không thể to được bằng những dòng chậu cát bình thường mà nó lại còn đắt tiền hơn cơ. Đấy, nó giống kiểu như là những cái dòng phi điệp nó có dòng năm cánh trắng ấy, nó là dòng hàng nó khác biệt hơn một chút. Loại này thì ít thân thôi ạ. Em bán 200.000 đồng một chậu bảy sắc cầu vồng nhé. Bảy sắc cầu vồng 200.000, đẹp này. Cái màu hồng đẹp của nó, bụi cũng khá là nhiều thân đấy các bác. Hoa của nó thì sum xuê, dòng cắt một lá bông to. Loại này thì 130.000 một chậu, 3 chậu miễn ship. Cắt vàng cam, cắt vàng cam. Loại này thì bụi to hơn, cũng bụi to, dòng một lá. Và 180.000 đồng một chậu, 3 chậu miễn phí ship. Dòng này hoa bông đại. Và bên đây là những chậu lan cắt củ tỏi nhá. Lan cắt củ tỏi ngày hôm nay thì em lấy cái lô hàng mới toanh. Và hôm nay thì hầu như là 90% là đang có nụ hoa hết rồi các bạn. Nụ hoa đang nhú nhú dần lên rồi. Về các bác có thể được chơi thưởng thức hoa, thưởng thức cái mùi hương của nó ngay tại thời điểm này. Và giá hôm nay hàng nụ hoa lại rẻ hơn các bác nhé. Giá hôm trước 170 cây cơ, nhưng hôm nay hàng nụ hoa như vậy với giá chỉ có 140.000 một cây thôi. Mọi người về chơi cái dòng này mà chơi hương xong tỏa hương thơm thì hãy lan tỏa những cái vẻ đẹp của hương hoa này cho những khách hàng mới. Bởi vì đây là một cái dòng hàng lan mới nhé các bác nhé. Lan cát củ tỏi đang có nụ hoa, 140.000 hàng đang nụ. Cát đỏ đậm dòng một lá nhé. Cát đỏ đậm dòng một lá hàng hôm nay về thêm này. Loại này thì bụi của nó cũng tương đối. Dạ, cũng có chậu thì thân nó giả hành nó ít hơn nhưng mà thân nó cứng cáp hơn. Loại này 130.000 một chậu đỏ đậm. Kim cương xanh cũng là một dòng hoa thơm nhé. Và bụi của kim cương xanh thì cũng rất là nhiều thân như thế này. Đảm bảo các bác là mua những cái chậu nhiều thân này mình chỉ mê thôi, rất là mê nha mọi người. Và kim cương xanh một chậu nhiều thân như vậy, bông hoa màu xanh rất là xinh. Hiện tại thì một số cây thì cũng đang chuẩn bị có mèo nụ rồi này. 200.000 đồng một chậu, 3 chậu miễn ship. Còn đây là cái màu vàng, như là cái màu vàng hơi chấm đỏ nhá, hơi một chút viền đỏ, vàng viền đỏ đi, gọi là vàng viền đỏ đi. Loại này em bán 130. Nhớ là cát cứ mua 3 chậu miễn ship đi ạ. Cam mắt mèo về số lượng rất là nhiều. Không hiểu sao cái dòng này nó lại là cái dòng hàng bán chạy lắm. Và cái lô đợt này thì cây của nó to lắm, to, nó nhiều thân hơn những cái lô trước rất là nhiều. Đấy, cam mắt mèo đây mọi người. Đấy, cái màn hoa thì rất là đẹp rồi, và thân của nó đây. Chậu này em bán 130.000 thôi ạ. Dù là cây to hơn nhưng vẫn bán giá cũ cho mọi người nhé. Lô trước cá mắt mèo nó chỉ bằng hơn nửa đây một tí xíu, nhưng bụi hôm nay thì to thật sự. Cửu bảo tiên ạ, một dòng hàng nổi tiếng ở bên đất nước Thái Lan. Những cái cây cửu bảo tiên như thế này đấy ạ. Một cây lá xếp như vậy em bán là 150.000 đồng một cây. Có cả cây đẻ ra cây con, thường những cây đẻ con thì nó nhỏ hơn những cây đơn chưa đẻ con. Đồng giá hết là 150.000 đồng một chậu cửu bảo tiên, hoa thơm nhé. Dòng này dòng chơi hương, vòi hoa nó dài như những dòng dáng hương đang bảo sắc với quế của mình ạ. Nhưng dòng này dòng của bên Thái. Ở Brad thì em có hai loại, đây là màu vàng này, màu vàng đốm, và thứ hai là màu trắng, hay người ta gọi là nữ hoàng bóng đêm. Dòng này hoa về đêm nó rất là thơm, dòng này dòng chơi hương. Và mỗi chậu Brad đều đồng giá là 130.000 đồng một chậu ạ. Mua hai chậu là 250.000 đồng một cặp. Tiếp theo bên đây là những chậu kiếm đỏ, kiếm đỏ. Chậu hôm nay thì rất là nhiều tép, ít nhất trong chậu này nó cũng rơi tầm 4 tép trở lên. Và về các bác có thể tách chậu nhá. Mỗi chậu kiếm đỏ như vậy em bán là 160.000. Một chậu kiếm đỏ, hoa đỏ. Dòng hoa sưu tầm đẹp. Và mua 2 chậu 300.000 được 2 chậu kiếm đỏ nhá. Kiếm đang thanh lý cho các bác một cái lô kiếm cây to này, bụi to này. Dòng này thanh lý cho các bác 200.000 đồng một chậu. Đây là dòng gieo hạt có 3 loại vị hoàng này, xanh Huế và dòng phan trí. Hàng này trong năm em bán 200 dòng này trong năm là bán 250 đấy ạ. Hôm nay bán 200 thôi. Cây của nó thì vẫn rất là đẹp, thi thoảng có một số cây nó sứt tí lá thôi, nó không ảnh hưởng gì cây nó đẹp lắm. Đang lên rất là nhiều thân, có 3 loại kiếm. Tiếp theo là phụ nữ ạ. Phụ nữ thì nhà em có hai loại phụ nữ rất là đẹp, đó chính là dòng phụ nữ mèo cam và phụ nữ hoàng, phụ nữ nhện xanh. Phụ nữ mèo cam thì bụi của nó là bụi to, nhiều thân. Hàng này thì ngoài thị trường người ta bán cái chậu nó rất là ít thân nhá. Nhưng nhà em thì lấy hàng bụi khủng, giá là 190.000. Đấy, hàng về rất là nhiều và bán chạy lắm. Và cái dòng mèo cam này hoa màu cam lửa rất là rực rỡ. Mua 3 chậu phụ nữ em miễn ship. Tiếp theo là phụ nữ nhện xanh. Cây nhện xanh hôm nay rất là to, đẹp, hoa như những màng tơ nhện. Giống này ngày xưa là hơi đắt đỏ đấy ạ.
Em bán là 160.000 đồng một chậu nhện xanh, mặt hoa như trên màn hình. Em còn duy nhất hai chậu vũ nữ sô cô la để làm giống nhá. Chậu của nó thì đây cũng có một số cây thì vừa ra hoa, cái hoa nó tàn rồi, cái hoa của nó màu nó xỉn. Còn khi mới nở con hoa nó đậm hơn và nó rất là thơm. Em gọi đây là chậu số 1 này. Chậu này em bán 110.000 đồng. Chậu này thì nhiều giả hành, cái lá thì không hơi xuất sát trong quá trình vận chuyển một chút xíu. Đó. Còn đây là chậu số 2, chậu số 2 đây ạ. Chậu này vừa ra hoa rồi và cây của nó cũng đang lên mầm. Chậu này em bán 100.000. Đây là hai chậu vũ nữ sô cô la hoa thơm. Và tiếp theo đến hôm nay thì em lại tiếp tục lên cho các bác những cái mã Dendro lá biên phát tài. Dòng này hoa của nó màu vàng rất là xinh. Đây ạ, đây là cái bông hoa của nó này. Năm ngoái em có bán một cái chậu đang hoa như vậy mà các khách tranh nhau chốt luôn. Khách tranh nhau chốt cái chậu đang hoa như vậy này, hàng chuẩn hoa và đang lên kỳ. Hoa của nó rất là sai. Cái này chăm tốt nó rất là sai hoa các bác nhé. Bông hoa của nó rất là đẹp. Đấy. Vừa rồi ấy, tầm năm ngoái vừa rồi ấy, mới nở hoa mà chậu này gần 300.000 cơ. Gần 300.000 cái chậu nó đang hoa như vậy. Đấy, hàng lá biên phát tài. Và hôm nay thì chia sẻ giống như bác, cái giá thì chưa đến 200.000 một chậu nhá. Em ký hiệu đây là mã B2 này. 170.000. 170.000 một chậu này gồm có một thân tơ dài hơn 2 gang tay. Cái lá này này nó vận chuyển nó chạm một cái móc nên nó hơi xấu một tí nhưng mà ngọn rất là ok. Cây này đi ngọn nó còn dài nữa này, 170.000. Mã B3 190.000. Chậu này thì thân nó chỉ hơn một gang tay thôi nhưng mà chiều nhưng mà nó có cả những thân nắp thắt ngọn nó xuống lá này. Cái này nào nó có thể lên kỳ hoặc nó sưng nụ. Mầm gốc đây, 190. B5 170.000. Chiều cao gửi 2 gang tay đối với thân đang đi ngọn này. Thân này thắt ngọn này. Đây cái này nhú đang nhú, không biết là nhú hoa hay nhú mầm. Mầm gốc cũng đang lên 170.000. B6, đây là mã B6 170.000. Chiều cao gần 2 gang tay đối với thân tơ, một thân thắt ngọn xuống lá. 170.000. Ngọn vẫn còn đi dài nhá. Mã B7 190.000. Chiều cao thân tơ nó cao hơn 2 gang tay. Lá đẹp. Thân này thân thắt ngọn. 190. Tiếp theo là B10 180.000. Chiều cao chỉ tầm 1 gang tay đổ lại thôi nhưng hai mầm gốc với một thân thắt ngọn xuống lá. 180.000. B11 cũng 180. 3 mầm với cả một thân thắt ngọn. B12 190.000. Cái này gồm hai khóm ươm ki lên. Chiều cao tầm 1 gang tay đổ lại. Đây hai khóm này đều đang lên mầm. 190.000. Giống giờ là còn rẻ chán so với những năm trước rồi. B13, những năm trước chỉ mua cái ki nhỏ nhỏ này. B13 180.000. Một thân thân ngọn này, hai thân. B14 180. Cũng hai khóm. Còn bên đây đó chính là những cái chậu kiều tím của Thái. Những chậu kiều tím của Thái là nó khá là nhiều thân. Đấy, cây này nó to hơn gấp mấy lần cái cây kiều va. Nhưng mà hoa này hoa nó đại trà hơn, nhân giống nhiều hơn. Thì loại này em bán là 150.000 đồng một chậu. Đây là kiều tím Thái. Chiều cao trung bình tầm 1 gang tay đổ lại. Đấy, tầm 1 gang tay mà thân còn mập, chuẩn bị sưng nụ hoa rồi. Đấy. Và tiếp theo là những chậu kiếm giống nhá. Gọi là dòng kiếm giống thôi nhưng đầu xuân thì em lấy cái lô hàng này, cây của nó cũng khá là trưởng thành rồi. So với nhiều năm thì đầu xuân là lô này là lô rất là VIP. Kiếm này thì dòng kiếm gieo hạt của những vùng miền khác nhau và từ cây mẹ, khá là chuẩn chỉnh. Và nhà vườn thì người ta có phân loại sang là 10 loại kiếm các bác nhá. 10 loại kiếm. Và tất cả những dòng kiếm này thì có phân loại và có đánh theo từng mã, theo từng khay. Tại sao mà khi phân hàng thì nhà em phải phân ra từng loại, từng khay như thế? Và để khi mà gửi hàng cho các bác, em cũng sẽ ghi tên cho các bác vào những cái bầu này. Hàng gieo hạt và em xin báo giá luôn là tất cả những dòng kiếm giống này thì em xin phép bán với giá là 35.000 đồng một cốc. Và các bác mua 10 cốc tức là 350.000, em miễn phí ship về tận nhà. Gọi là kiếm giống thôi nhưng mà rất là nhiều cây nhá, bản lá to. Bản lá to và cái cây của nó này rất là đẹp, lá láng đẹp. Nhiều lô năm ngoái cây chỉ bằng một nửa này hoặc hơn một nửa một tí thôi. Nhưng năm nay cây trưởng thành hơn rất là nhiều. Và tất cả những dòng kiếm này thì em xin đọc qua 10 mã kiếm. 10 mã, 10 loại sẽ được bao phí ship hoặc là 10 mã bất kỳ. Đây em sẽ đọc cho các bác từng loại nhé. Mã số 1 là Phan Chí này. Mã 2 là Xanh Huế. Mã 3 là Vị Hoàng. Mã 4 là Vàng Tây Ninh. Mã 5 là Vàng Củ Chi. Mã 6 Khang Hồng Kiếm. Mã 7 Hồng Vân Giang. Mã 8 Mai Tiên Vũ. Mã 9 Bạch Ngọc. Và mã 10 là Hoàng Đế Bờ La. 10 loại mã kiếm này các bác lấy loại nào thì bên em sẽ ghi tên vào cho các bác.
về các bác có thể phân loại, và các bác nhớ là phải sang chậu thì cây của nó mới phát triển nhanh được. Còn đây là trồng, người ta trồng ở trong cái cốc này thôi, để khi mà vận chuyển nó dễ dàng hơn. Còn về sang chậu thì cây phát triển rất là nhanh và dễ là có hoa lắm ạ. Hôm nay về bổ sung thêm một lô hàng số lượng rất là lớn, đó chính là vũ nữ đỏ tia chớp. Cái hàng này thì tại trên thị trường người ta chỉ bán dòng bụi nhỏ thôi, nhưng mà em nhập từ nhà vườn thì em lấy cái loại dòng hàng khủng, hàng khủng nhá. Vũ nữ đỏ tia chớp hôm nay về số lượng gần 100 chậu, nên là em sẽ có chương trình ưu đãi, mua 2 chậu vũ nữ sẽ được miễn phí ship. Một bụi của nó rất là to, đây là em sẽ quảng cáo. Cậu cầm cho tới một bụi nhé, em sẽ quảng cáo một cái bụi đỏ tia chớp để mọi người xem này. Đây cậu cầm ở dưới đấy ạ, đây là 1 chậu vũ nữ đỏ tia chớp hiện tại thì nhà em đang bán này. Ngoài thị trường người ta bán cái chậu chỉ tầm 3-4 giả hành thôi, nhưng chậu của nhà em thì nó rất là nhiều giả hành trong một chậu. Và đấy, khi mà bê lên người nó là một dòng khủng. Chậu này về các bác có thể tách ra làm 2-3 chậu nhé. Tầm vũ nữ này hoa của nó màu đỏ rất là đẹp rồi, một chậu rất là nặng. Và nếu các bác mua 1 chậu thì nhà em đang bán ra với giá là 280.000. Còn khi mua 2 chậu ngày hôm nay nhé, bởi vì hàng về số lượng nhiều và chạy chương trình ưu đãi, mua 2 chậu vũ nữ đỏ tia chớp sẽ được miễn phí ship về đến tận nhà, tức là 560 được miễn phí ship. 2 chậu này nó nặng, rất là nặng, rất là nặng, hàng về nhiều đảm bảo. Cái này ngoài thị trường người ta chỉ bán dòng bụi nhỏ thôi, hàng này em nhập toàn bụi to, bụi lớn các bác nhé, bụi nào bụi đấy cũng to, rất là to, vĩ đại luôn, nó to phải gấp mấy lần như dòng vũ nữ bình thường. Mà dòng này là một dòng mới, mới nhất, mới về, hàng về số lượng nhiều nên là đó, đây bụi nào rất là to luôn, cứ làm 2 chậu về. Dòng này nó đẻ nhánh nhanh khỏe, 280.000 mua 2 chậu miễn ship đấy, vừa về. Bao đẹp thảo săn lây nhá, dòng hoàng thảo săn lây hôm nay thì em sẽ giới thiệu các bác cái mặt hoa của nó rất là đẹp, một cái dòng hoa màu vàng thành từng chùm với mắt màu nhung, nâu nhung. Cái dòng này khi mà các bác trồng to này nó sẽ thành một cái khóm bự. Đó, đây là cái dòng mà bên nước ngoài người ta rất là chuộng, và đây là mối trò bự. Rất là to vĩ đại, to bằng người luôn. Đấy, chứ không phải là cây của nó không phát triển nhá. Và hôm nay thì em bán cho các bác những chậu giống này. Cây của nó thì cũng có cây thắt ngọn, cũng có cây nó đang đi ngọn rất là khỏe. Chậu hôm nay thì hàng về rất là nhiều mầm. Hoàng thảo săn lây. Hoa màu vàng, vàng tươi. Rất là đẹp. Loại này thì em xin phép bán với giá là 130.000 đồng một chậu nhé. Và các bác mua một cặp, tức là 2 chậu là 250.000 được 2 chậu. Hàng VIP rất là đẹp luôn. Những cái thân nào nó thắt ngọn nó sẽ xuống lá, lá nó sẽ vàng. Còn thân nào đi ngọn nó vẫn đang phát triển rất là lực. Càng trồng nó càng dài, càng cao. Vũ nữ xanh cốm nhé, cái mặt hoa của nó thì rất là đẹp, độc lạ. Đây là một chậu của nó cũng nhiều giả hành như thế này. Và dòng này đẻ rất là nhanh. Em bán sưu tầm các bác là 170.000 đồng một chậu. Vũ nữ xanh cốm. Lá biên phát tài em có 2 chậu ấy. Chậu này gọi là chậu mã P15, là một chậu 3 thân hoa. Cũng có lác đác một số những mắt ra hoa, ở đâu là đa phần là chưa ra hoa, có thể làm ki cũng được. 3 mầm gốc rất là dài. Đây cái lá biên, hoa nó thì cực kỳ là thơm. Giò này 220.000. Mã P14 160.000. Giò này có 4 thân, nhưng mà nó ngắn, 3 mầm gốc. Đó, 220 và 160. Tiếp theo em có 2 chậu 5 cánh trắng họng hồng, hàng ươm ki đang lên mầm gốc, vừa rồi nó ra một lần hoa và có thể là kích ki trên cái thân này, 70.000 đồng một chậu. Dendro xinh tím nhá, cái này thì em thanh lý theo lô bởi vì cái số lượng em có nhiều. Cái cây này thì nó tình trạng cây là bây giờ nó xuống lá gốc, xuống lá gốc, cây của nó vẫn đang trong quá trình chuẩn bị đâm nụ. Hàng này thì em sẽ thanh lý với giá rẻ là 60.000 đồng một cốc. Giá bán lẻ trước đây là 120, giờ thanh lý lửa giá là 60.000. Xinh tím nhá, Dendro xinh tím. Cái này thì vòi dài xiêng hoa và hoa của nó cánh xoắn rất là đẹp. Cái lô này để không không quan tâm nó, để nó bị xuống lá gốc, trông nhìn nó hơi xấu đi một tí thôi, nhưng mà cây của nó rất là to khỏe. 60.000 một cốc xinh tím. Hùng Gấm hôm nay em có về thêm một lô hàng mới nhá. Và loại hôm nay thì cây của nó đang có nụ hoa. Lô hôm trước thì không có nụ. Đây các bác nhìn, cái nụ hoa nó sẽ mọc ở những một là nó có thể nhìn rõ này, hai là nó mọc ở những cái nách này. Đấy, cái nụ hoa của nó này, ở những cái kẽ này hiện tại đang có nụ hoa. Cây nào hầu như là đang có nụ hết các bác nhá. Đây 100% là đang có nụ. Và loại này thì như em đã giới thiệu các bác, đó là một cái dòng hàng sưu tầm. Cái lá của nó, bản lá rất là dài, to, đẹp. Cây của nó cũng trung bình tầm 7-8 cặp lá. Và loại này thì hoa thơm, chơi hoa 2 lần trong 1 năm.
và giá em bán là 290.000 đồng một chậu hồng gấm đang có nụ, đai châu hồng gấm. Thảo tím Huế á, đây cái mặt hoa của nó này, hoa của nó tím đậm, cái này là hoa nó chưa nở nhé mắt ơi, các bạn nhá. Dòng này hoa của nó màu tím đậm và rất là siêng hoa. Và một bảng hoàng thảo tím Huế đang có nụ và sắp tới thì nó sẽ xuống lá để cho những nụ hoa rất là đẹp. Em bán hôm nay với giá là 130.000 một bảng nhá. 130.000 một bảng hoàng thảo tím Huế. Đó, một bảng rất là nhiều thân, cái này về chỉ việc treo lên thôi. Tất cả dòng hoàng thảo này là 100% là hàng thân tơ, rất là đẹp, 130.000. Có 3 chậu DH93 nhá, DH93. Chậu này thì nó có cả thân tơ và có cả thân già, có cả đăng lên mầm. 100.000 đồng một chậu. Có 3 chậu để bán giống là 100.000 đồng một chậu DH93. Hoa của nó rất là thơm, hoa của nó đậm đà. Em có 3 chậu bò blue nhá, bông hoa của nó thì rất là riêng. À, đây là hoa chỉ nở ở nách thôi, chứ còn hoa của nó khi nở trên đầu ngọn, hoa của nó rất là dài, vòi dài, cánh bay và lưỡi của nó tím đậm. Bò blue này là dòng cây cao, cây thông thuần lâu năm, và đây là những chậu phi 30. Bình thường em gửi cho các bác là những chậu phi 12, cây rất là bé thôi, nó chỉ bé bằng cái thân, chưa đến cái thân nhỏ nhất của cái cây này mà đã 80.000 một chậu rồi ạ. Còn hôm nay thì những cái chậu này hôm nay em sẽ miễn phí ship cho các bác nhé. Bởi vì nhiều bác ngán cái tiền cước ấy, hôm nay thì những cái chậu giá em báo là đã được bao phí ship rồi. Hàng Tết năm ngoái em bán những cái chậu mà nó còn bé hơn đây là 650.000 một chậu chưa có phí ship, nhưng hôm nay thì giá trên đã bao gồm tiền phí ship vận chuyển. Em lên cho mọi người mã B1. B1 gồm có một chậu này. À, một thân này. Đây hoa của nó lên, đây lên lách này, giờ rất là nhiều mắt nụ đang sưng ở dưới. Các bác nhìn ạ. Chậu B1 gồm có một thân này, 2 này, 3 4 5 6 7 8 9, gọi là 9 thân nhá. 9 thân rất là cao. Một mầm này. Hai mầm nhỏ, một mầm nhỏ nữa là 2. Giờ này em bán 620.000. Em còn 3 giờ em bán thanh lý giá rẻ thôi ạ. Mã B2 630.000. 1 2 3 4 5 6 thân. Đây là 6 thân. 7 thân, tổng cộng là 7 thân các bác nhé. Cả dài cả ngắn, em toàn đến những thân thắt ngọn rồi và những thân đi ngọn dài như thế đó. Đấy, đây cái này thì thân tơ này, thân này chưa một lần hoa nào mà rất là nhiều mắt nụ đang sưng. Nó sẽ lên ở những cái nách này rất là nhiều, cây này cao hơn. Cây này rất là cao ạ, 630.000. 630.000 thân của nó to hơn cả ngón tay cái. Có cái thân này nó bị hư khi mà vận chuyển lần trước, em không tính nên cái thân này không tính nhá. 7 thân là tính chỉ những cái thân cao thôi ạ. 630 miễn ship. Giò B3 600.000. Một thân tơ chưa một lần hoa, rất là cao. Cao phải 90 cm. 2 thân tơ, 3 thân tơ nhá. 3 thân này thân đi ngọn này. Còn đâu là 4 5 6 7 8 8 thân. Tổng cộng chỗ này là 8 thân. Giò này 600.000. Còn rất là nhiều những đợt hoa sắp tới sẽ lên. 600.000 miễn ship. Châu Thái nhá, đai châu Thái nha em, về cái hàng nó rất là nhiều màu. Có cây thì thân tía đỏ này, có cây thì thân trắng trắng này. Đấy, thân đỏ rất là nhiều và lô đợt này cây của nó cũng nhiều cặp lá mà cây rất là to. Đai châu Thái này các bác mua 3 cây là bên em miễn phí ship này. Lá hôm nay là dòng lá mít, bản lá to. Mít rất là to đẹp như thế này. Đấy. Và đai châu Thái thì em bán là 150.000 nhá. Hàng này là hàng chậu nhựa thôi, chứ còn nên mà chậu hàng này lên chậu gỗ thì không bao giờ có dưới 200.000 một cây. Đấy, có cây thân xanh, lá xanh mét, có cây thì thân màu tía đỏ. 150.000 một cây. Và các bác mua 3 cây 450.000 em miễn phí ship về tận nhà. Thanh lý một cái lô kiếm sai chung. Kiếm này thì chỉ có hai dòng là Phan Chí và Xanh Huế. Hàng gieo hạt, bụi trung bình tầm 3 thân, 4 thân cũng có. Và loại này thanh lý là 120.000 đồng một chậu. Giá cũ là 150 nhá. 120. Thanh lý lô hạc vĩ thiên cung lữ bố và giả hạc hoa hồng đỏ. Hàng bây giờ đang lên nhiều mầm. 120.000 đồng một chậu. Mua 2 chậu là 200.000. Đen rô xuân, mặt hoa, sổ số. 160.000 đồng một chậu. Đen rô xuân, hàng thuần tại vườn. Và các bác mua 2 chậu là 300.000 một cặp nhé. Một chậu rất là nhiều thân, 300.000 một cặp. Hàng bao đẹp. Trầm blue hoa thơm ạ. Em còn duy nhất 6 giò ở những chậu trầm blue này. Thì nó sẽ là một thân mầm gốc. Và có những chậu thì 2-3 thân thì nó sẽ ngắn hơn. Và cái mặt hoa của nó là màu cánh trắng,
mắt màu tím đậm, rất là đẹp, hoa thì cực kỳ là thơm. Trầm blue này 160.000 đồng một chậu, hàng làm giống. Lan Thịnh Vượng phát tài, Lan Thịnh Vượng phát tài ạ. Những cái cây này là cây mẹ bồng con, một mẹ đẻ ra 1 đến 2 con các bác nhá. Những cây Thịnh Vượng phát tài này, nó cũng như kiểu bản chất nó là dòng chơi củ thôi. Đến một thời điểm nào đó nó cũng sẽ rụng lá, và đây cái lá của nó này rất là xếp đẹp. Thịnh Vượng phát tài này bán là 150.000 đồng một chậu, hoa màu vàng, vàng tuyền, rất là đẹp. Dòng Thịnh Vượng phát tài này nó là một dòng cây phong thủy, 150.000. Đợt này bán rẻ, có những lô hàng 180, 190. Em vừa cập bến một lô Sơn Thủy Tiên nhé. Sơn Thủy Tiên lại tiếp tục về thêm, hôm vừa rồi về một cái lô hàng thuần đẹp quá. Và cái lô hàng này cũng là cái lô kết thúc, bởi vì nhà vườn bây giờ người ta bắt đầu ươm giống mới. Những cái chậu này người ta thuần ít nhất phải tầm khoảng 5 rưỡi gần 2 năm rồi người ta xuất. Còn bây giờ ươm giống mới phải đợi một thời gian nữa mới xuất được. Đó, hàng đây là những cái chậu hàng thuần. Bụi hôm nay rất là lùm nhiều thân các bác nhé. Bụi lùm nhiều thân. Và có hôm nay thì có cả những dòng chậu nan nhựa này. Đấy, nó lên rất là nhiều mầm gốc. Mầm một chậu Sơn Thủy Tiên ngày hôm nay thì em vẫn bán với giá bao nhiêu? 220.000 đồng một chậu nhé. 220.000 đồng một chậu Sơn Thủy Tiên, hàng thuần sẵn. Tỷ lệ thân tơ rất là nhiều. Còn các bác mua Sơn Thủy Tiên hàng kg ấy thì nó rất là ít thân tơ, và các bác phải mất thời gian trồng khá là lâu thì để một chậu đẹp như thế này. Đấy, về một lô hàng rất là nhiều. Còn vài giò mai đỏ thanh lý đây, hàng trồng bầu đất nhá. Hàng này thanh lý hiện tại là 150.000 đồng một chậu, mai đỏ cánh kép. Và chiều cao trung bình chỉ tầm 50cm thôi. 150.000 một giò đang lên mầm chồi. Về các bác cắt tỉa, tạo thế dáng tùy thích. Và mua 3 chậu mai đỏ 450.000 em miễn phí ship vận chuyển ạ.